cho bà chị nó đi mất khoai môn, khoai cao. Rồi suối đâu đi ngang cái suối này rồi. Ơi, con chả lên chè ta mà lên thịt thịt à. Ờ, tu mấy cái má nè. Tên má ba rồi. Anh không là chăm tu cho nó mà nó anh thấy đủ. Bà con phải đi cháy cái lạc. Bây giờ xong rồi, bây giờ người được bao bao uống cho mày người kia ký sáng sớm tới giờ dịch cái là sáng sớm tới giờ bây giờ thì nào mà mày uống cho mày thế mà chắc cũng có rồi. Cái con này là mặt con ở đây con ra đây nhậu phải thôi chơi phải mua nữa ăn mấy nhỏ này thì phải ba ngày nghỉ cơ lớn thì một ngày hai ngày củ lớn một hai ngày ta để băng mình để chảy sắp trở về thành phố để đưa lên số tải để cái chưa là con ta nó mẻ là mình con mấy cái củ nhỏ mình băng mình rửa một cái rồi củ lớn là mày ăn rồi giờ tới giờ trưa bà con thành đi ăn cơm ăn lấy cơm rồi. Đây là bà con thành phố Mai Phong giờ tới giờ ăn cơm rồi thành nỉ đang ăn cơm rồi chúc anh ta ra anh ta nhậu tiếp.